Các bạn nhìn cái độ mịn của kem nè. Đó, rất là mịn luôn. Và rất là xốp. Nhìn nó kiểu giống như là cát đồ chơi đó các bạn. Nó mình cào mình thấy nó mềm ghê luôn ấy đó. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái món kem để giải nhiệt cho mùa hè nhé. Đó chính là món kem trà sữa trân châu đường đen. Và để làm cái món kem này thì ở đây mình có chuẩn bị 2 cái trứng gà. Và đường thì mình dùng 50g. Ở đây mình dùng loại đường nâu nha các bạn, để cho cái màu này nhìn nó hơi vàng vàng một chút xíu đó. Còn các bạn không có đường nâu thì mình dùng đường cát trắng bình thường nhé. Muối thì mình sẽ dùng khoảng chừng nửa muỗng cà phê thôi. Và đây là trà túi lọc. Mình dùng loại trà liếp tông nha. Các bạn có thể dùng bất cứ loại trà túi lọc nào cũng được hết. Đây, mình dùng cái gói trà nó như thế này nè các bạn. Và trà này thì mình sẽ dùng khoảng 7 gói nhé. 7 gói nhỏ như vậy nè. Và đây là kem whipping cream. Kem này thì mình dùng 200g nha các bạn. Và loại kem whipping này thì các bạn có thể tìm mua trong siêu thị hoặc là những cửa hàng mà người ta bán bánh đó. Và đây là sữa tươi có đường, mình dùng 200ml. Và đây là tất cả các nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm cái phần kem nha các bạn. Còn cái phần trân châu đường đen thì mình sẽ làm sao nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi đun nóng cái phần sữa tươi này nha các bạn. Mình cho sữa tươi vào trong cái nồi nè. Mình sẽ cho cái phần đường đen vào trong sữa luôn nha các bạn. Lúc này thì các bạn thấy đó, sữa nó bắt đầu nó sôi lăn tăn lên rồi. Nấu như này cho đường nó tan ra luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho 7 gói trà liếp tông vào đây. Mình để lửa nhỏ xuống nha các bạn. Do cái nồi của mình nó nóng quá đó các bạn, nó sôi bùng lên luôn cho nên là mình tắt bếp luôn đó các bạn. Rồi mình lấy cái nắp nè, mình tắt bếp rồi mình lấy cái nắp mình đậy hùm lại để cho cái gói trà đó các bạn nó ra hết cái chất trà nhé. Trứng này thì mình chỉ dùng cái phần lòng đỏ thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê hương vani để nó khử cái mùi tanh của trứng đó. Và mình sẽ đánh trứng này lên nha các bạn. Đây mình dùng máy để mình đánh máy thì nó sẽ nhanh hơn. Đánh cho cái trứng này nó sền sệt lại nha các bạn. Còn các bạn không có máy thì các bạn đánh bằng tay. Và thời gian mình đánh lòng đỏ này là khoảng 3 phút nha các bạn. Còn các bạn đánh tay thì mình đánh tầm khoảng 6 phút, thời gian sẽ gấp đôi đó. Đây nó sẽ mịn như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xem cái phần trà sữa nhé. Wow, rất là thơm luôn á. Mùi rất là thơm luôn á các bạn. Nghe cái mùi trà sữa rồi đó nha. Mình cho nước đá vào trong một cái chảo nha các bạn. Chảo bằng đá nha, để cho nó giữ lạnh được lâu đó. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái thau nhôm cũng được. Đó, mình cho miếng nước vào. Rồi mình cho cái tô trứng vào nè các bạn. Tô lòng đỏ trứng khi nãy mình đánh lên đó. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây một ít muối nè. Rồi mình sẽ cho kem whipping vào luôn. Kế đến là mình sẽ cho cái phần trà sữa vào. Mình để trà sữa cho thật là nguội rồi mình mới đổ vào nha các bạn. Mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Mình để cho nó lạnh lạnh một chút nha các bạn, rồi mình sẽ đánh lên. Mình để đây cho nó lạnh khoảng 15 phút nha. 15 phút sau thì mình sẽ quay lại để mình đánh nó lên. Rồi nãy giờ mình để cũng được 15 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái máy đánh nha các bạn. Và mình sẽ đánh lên. Mình đánh tầm khoảng 5 phút với tốc độ cao nhé.
Đây mình đánh cái phần kem nè các bạn, nó cứng lên như thế này nè. Mình để nước đá vậy nè các bạn, mình đánh nó mau lên lắm, nó mau cứng lắm nè. Các bạn thấy khi mình đánh lên nó bong, nó đầy cái tô luôn á. Wow, nhìn cái phần kem của mình nè, nó rất là xốp luôn á các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy ra khỏi cái chảo đá lạnh này nha các bạn. Và mình sẽ đem để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Wow, nhìn kiểu nó xốp mịn ghê luôn vậy đó. Và mình sẽ dùng cái bọc thực phẩm nha các bạn, mình bọc kín lại. Mình để vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Và trong thời gian mà mình để kem ở trong ngăn đá tủ lạnh đó các bạn, thì ở đây mình có chuẩn bị các nguyên liệu để mình làm phần trân châu đường đen đây. Như là bột năng thì mình dùng 20g và 80g bột nếp. Còn đây là bột cacao mình dùng 25g. Và đường đen mình dùng 100g. Bây giờ thì mình sẽ cho bột năng vào trong một cái tô lớn và cho bột nếp vào cùng luôn. Và mình sẽ cho vào đây là bột cacao luôn nhé. Bột cacao này thì cũng rất là dễ mua, các bạn có thể tìm mua trong siêu thị nè, hoặc là ở ngoài chợ cũng có bán nữa nhé. Rồi mình sẽ trộn lên cho thật là đều. Các bạn nhớ trộn thật là đều nha, mình trộn không đều là chút nữa mình nhồi bột thì chỗ trắng chỗ đen nó không có đều, nhìn nó không có đẹp nhé. Và đây mình đun sôi 90ml nước nha các bạn. Đun cho thật là sôi rồi mình mới bắt đầu trộn bột. Rồi mình sẽ chế nước sôi từ từ vào, rồi trộn từ từ lên. Lúc này nước còn nóng cho nên là các bạn dùng cái giá để mình trộn nhé. Lúc này bột nó hơi ấm ấm đó các bạn, thì mình sẽ đeo tay vào để mình bắt đầu mình trộn lên. Mình nhồi đến khi nào mà bột nó thật là mịn là được. Và rất là thơm luôn á các bạn, thơm cái mùi cacao á. Rồi bột thì mình cũng đã nhồi cho nó đều và mịn rồi đấy các bạn. Nếu mà trong lúc nhồi á, bột của các bạn á, nó hơi ướt thì các bạn có thể cho thêm bột nếp vào nhé. Còn nếu mà nó hơi khô thì các bạn chế thêm một ít nước vào. Mình nhồi cho đến khi mà các bạn cầm vào cái cục bột mà các bạn thấy nó được rồi như thế này nè. Nó không quá khô cũng không quá ướt. Đây mình cầm vào mình thấy nó mềm rất là vừa tay nha. Và các bạn ngắt thử một miếng mà các bạn giò, các bạn thấy nó dễ. Đó, giò thành cái viên tròn mà mình thấy nó dễ dàng như thế này nè là được rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nắng viên trân châu đây. Mình sẽ chia bột ra nha các bạn để mình nắng cho nó nhanh á. Và mình sẽ chia thành 4 phần. Mình lăn ra, lăn thành cái hình dài dài. Rồi sau đó mình cắt ra nha các bạn. Rất là đơn giản. Cái dao để cắt bột á thì các bạn thoa lên một lớp bột năng nhé, để mình cắt nó không có bị dính nè. Các bạn thấy không? Mình sẽ cắt thành những cái viên vừa thôi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lăn cái viên trân châu này. Các bạn rửa tay cho thật là sạch. Mỗi lần mình làm thì mình lấy khoảng 4 đến 5 viên thôi. Mình để cho nó hơi thưa thưa. Rồi để cái tay lên lăn lăn lăn. Đấy, các bạn thấy nó tròn rồi đó. Mình lăn như vậy các bạn nó mới nhanh. Chứ mình cầm từng viên mà mình lăn thì nó rất là lâu, rất là mất thời gian nhé. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái viên trân châu nó tròn vo luôn rồi đó. Rồi, tương tự thì mình sẽ làm cho đến khi nào hết nhé. Rồi, mình đã vo viên những cái hạt trân châu đen xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc thôi. Và ở đây mình đang nấu cái nồi nướng này các bạn. Nó bắt đầu nó nổi tim lên rồi đó. Mình đợi cho nó thật là sôi luôn rồi mình mới cho trân châu vào.
nước sôi lên rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ thả trân châu vào nhé. Mình cho vào xong đó các bạn khuấy nhẹ nó lên để tránh nó ở dưới đáy nồi nó bị khét. Trân châu này mình luộc cũng rất là mau chín nha các bạn. Nó chỉ cần nổi phình lên mặt nước là nó chín rồi. Để các bạn thấy nó nổi từ từ lên rồi kìa. Hay mình để lửa nhỏ lại nha. Cái nồi thủy tinh của mình nó rất là nóng luôn. Đợi cho trân châu nó nổi lên mặt nước hết rồi mình sẽ nấu thêm 2 phút nữa là xong nha các bạn. Wow, nó nổi đầy mặt nước luôn rồi kìa. Bây giờ thì mình sẽ vớt những cái hạt trân châu này ra, mình cho vào trong một cái tô. Sau khi mà mình luộc lên đó các bạn thì cái màu nó sẽ đậm hơn lúc mà mình chưa luộc. Và rất là bóng nữa. Rồi thơm mùi cacao nữa nè. Lúc mà trân châu còn nóng thì mình sẽ cho đường vào luôn. Thì khi đó đường nó sẽ tan ra nha. Mình đổ hết đường vào rồi trộn lên. Đấy các bạn thấy đường nó tan ra nè. Và khi mà mình cho đường vào thì các bạn thấy những cái hạt trân châu nó bóng lên rất là nhiều. Và nó sền sệt như vậy nè. Rồi nha, bây giờ thì mình sẽ đậy kín cái tô này lại. Rồi đến khi nào mình làm xong kem á thì mình sẽ múc những cái hạt trân châu này ra. Mình ngâm á các bạn, mình ngâm trân châu trong đường như vậy nè. Ngâm lâu thì nó sẽ thấm rất là nhiều, thấm đường vào trong hạt trân châu. Và khi mình ăn thì nó sẽ có vị ngọt ngọt. Rồi đây là cái tô kem mình vừa lấy từ trong ngăn đá ra nè các bạn. Mình sẽ gỡ cái bọc thực phẩm ra. Đây mình múc thử cho các bạn xem nè. Rất là mịn. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ đánh lên nha các bạn. Mình đánh tầm khoảng 2 phút. Nhà mình có mấy cái khuôn kem này nè các bạn. Mấy khuôn nhỏ nhỏ rất là dễ thương luôn. Đây, cái cây kem nè các bạn. Trên này nó có hình mặt cười nè. Màu hồng nữa, dễ thương cực kỳ luôn á. Bây giờ mình sẽ cho một ít kem vào trong cái que kem này nha các bạn. Còn bao nhiêu còn lại thì mình vẫn để trong cái tô nhé. Đây, cái phần trân châu đen nè các bạn. Mình sẽ múc trân châu, mình cho vào trong cái khuôn. Cái khuôn này nó hơi nhỏ đấy các bạn, cho nên là mỗi lần mình cho là khoảng chừng 5-6 viên trân châu là được rồi. Mình cho trân châu vào trong cái khuôn xong á, tiếp theo mình sẽ múc cái phần kem này nè. Wow, kem mình múc lên đó các bạn, nó rất là láng mịn luôn nè. Mình thả xuống đó các bạn, mình thấy nó rất là nhẹ. Nhẹ phèo luôn á. Và bây giờ mình sẽ múc mình cho vào trong khuôn nha. Mình gõ gõ lên mặt bàn như này các bạn để cho cái mặt kem nó được láng hơn. Đấy, bây giờ thì các bạn thấy nó láng hơn khi nãy rồi đó. Rồi mình sẽ lấy những cái que kem nè, mình găm vô. Đậy kín lại. Có cái khuôn kem này nó tiện ghê luôn á các bạn. Mà nhìn nó lại xinh xinh nữa chứ. Cái khuôn này thì mình mua 40.000 á các bạn, mua trong siêu thị á. Nó có nhiều, rất là nhiều kiểu luôn. Cái này mình làm là kem que. Còn mình để nguyên trong tô á thì khi ăn thì mình lấy cái đồ múc á mình múc ra nha các bạn. Cái phần kem trong cái tô này thì mình sẽ dùng cái bọc thực phẩm nè, mình đậy lại nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem cái tô kem với lại cái que kem này để vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 4 tiếng. Đây, kem mình vừa lấy trong ngăn đá tủ lạnh ra nè các bạn. Thường thì người ta có cái đồ múc kem tròn tròn đó các bạn. Mình không có thì mình dùng cái giá luôn. Đây, mình để gần lại cho các bạn xem rõ nha. Wow, kem rất là mịn luôn đấy các bạn.
Wow, các bạn nhìn nè. Wow, rất là lạnh luôn á. Đây, bây giờ mình sẽ cho ra cái ly nha các bạn. Nhìn kem ngon quá. Đây, mình sẽ làm một ly kem sữa tươi trân châu đường đen nhé. Đây, mình sẽ cho trân châu đen vào trong cái ly nè. Rồi nha, mình sẽ chế sữa tươi vào, rồi cho kem lên trên. Các bạn thấy khi mình cho kem vào nó nổi phình lên trên á. Đây còn kem trong cái khuôn nè các bạn. Để cho dễ thì các bạn nên rửa qua nước á. Đây mình rút ra được rồi nè các bạn. Rồi như vậy là cái món kem sữa tươi trân châu đường đen của mình đã xong rồi đấy các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, rất là ngon luôn. Hấp dẫn ghê chưa nè. Wow, bên đây nhìn cái phần đường đen nó chảy chảy á các bạn. Cái kem bé xíu à, cực kỳ dễ thương luôn. Để mình ăn thử nha. Cái phần trân châu đó các bạn, thì mình ăn nó hơi cứng. Tại vì mình để nó đông đá nó hơi cứng. Còn cái phần kem thì mình ăn nó rất là mềm mịn luôn. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nên ăn cái cách mà mình cho vào ly như thế này nè. Để cái trân châu ở bên ngoài mình ăn á thì nó sẽ không có bị cứng như là mình để đông đá nhé. Đây, cái này mình làm thử nhé. Ngon quá các bạn ơi. Kem vừa mát lạnh nè, mềm mịn và rất là thơm mùi trà sữa luôn á. Thay vì mình uống trà sữa trân châu đường đen thì mình làm kem như thế này nè các bạn. Ăn nó mát mát, lạnh lạnh, béo béo nè. Cực kỳ ngon luôn. Đảm bảo là ở nhà các bạn mà có các bé là cực kỳ yêu thích cái món này luôn á.